Áo hơi rộng ha. Tôi xin lỗi vì đã khiến cô không được thoải mái. Tôi chia sẻ những điều như vậy với cô là mong cô hiểu được cảm giác của tôi bây giờ. Đầu tiên, tôi chỉ chú ý đến cô bởi vì cô gợi nhớ đến một người mà tôi quen. Tôi cảm thấy là cô rất giống người đó, nhưng thật sự là chẳng giống chút nào. Tôi cũng chẳng biết giải thích sao nữa. Chẳng hiểu sao khi ở bên cô, tôi cảm thấy rất là bình yên. Có một thứ gì đó cứ thôi thúc tôi chia sẻ về con người của tôi, chia sẻ về những câu chuyện mà tôi luôn giữ kín trong lòng, không thể nào nói với ai được. Tôi xin lỗi, tôi đã nói gì sai hả? Không phải, chắc là bụi bay vào mắt tôi thôi. Tôi xin phép anh, tôi về. Đợi đã, để tôi đưa cô về. Tôi vào lấy chìa khóa.